Và hôm nay cùng với kênh YouTube Bất Động Sản Tiềm Năng, mình sẽ tìm hiểu khu dân cư Công Ích quận 4 thuộc phường Phú Mỹ quận 7. Khu dân cư Công Ích quận 4, phường Phú Mỹ quận 7 là một nơi lý tưởng phù hợp cho việc an cư lạc nghiệp lâu dài. Dự án là sự kết hợp giữa một vẻ đẹp hiện đại cùng với thiên nhiên hài hòa với mặt sông Ông Đội. Toàn khuôn viên của dự án ngập tràn sắc xanh của cỏ cây và sông nước. Ở đó bạn có thể cảm nhận được một giá trị của môi trường sống thật sự trong lành và tươi đẹp. Tổng quan về khu dân cư, chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ Công Ích quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Và vị trí của khu dân cư là thuộc đường Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ quận 7. Phía Bắc thì giáp dự án nhà Sài Gòn, phía Nam giáp đường Nguyễn Hữu Thọ, phía Tây giáp dự án X51 Hải Quân, phía Đông giáp khu dân cư Phú Mỹ Chợ Lớn. Và ở đây thì một số diện tích của khu dân cư là 7x19, 4x18, 5x16, 12x20, đường mồi bộ 12m và kết nối trực tiếp ra đường Nguyễn Lương Bằng 20m. Tiện ích của khu dân cư Công Ích quận 4, phường Phú Mỹ quận 7. Khu dân cư Công Ích quận 4 nằm rất là gần Phú Mỹ Hưng, cách Phú Mỹ Hưng tầm khoảng 5 phút. Khu dân cư an ninh, dân trí cao, có các công trình dịch vụ tiện ích hiện hữu xung quanh đáp ứng tối đa nhu cầu mua sắm, đi lại, học tập, sức khỏe của khu dân cư nơi đây. Như mọi người nhìn thấy thì ở đây thì có rất là nhiều nè, khu vui chơi trẻ em nè, công viên nội khu nằm sát sông Rạch Dơi nên không khí luôn được điều hòa thoáng mát, có gió, có nước, có cây luôn giúp cho không khí trong lành. Gần khu vui chơi trẻ em có một công viên nội khu nè, có con trẻ của bạn thì sẽ có điều kiện học tập và rèn luyện sức khỏe rất là tốt. Trong khu này còn có là phòng tập gym, tennis, hồ bơi, spa, massage, nhà hàng, khách sạn. Rất là gần trung tâm mua sắm giải trí như Lotte Mart nè, Vivo City, Reason Mall, Co-op Mart, Bixi. Gần nhà trẻ và tất cả những cái trường đại học lớn như Đại học Quốc tế RMIT nè, Đại học Tài chính Marketing, Đại học Tôn Đức Thắng và rất là nhiều trường quốc tế như là Canada, Nam Sài Gòn. Vì vậy khi mà bạn ở đây thì bạn cảm thấy giác sẽ là yên tâm hơn và tiết kiệm được rất là nhiều thời gian để đưa đón con đi học và vấn đề di chuyển đi lại khi mà đi làm. Một môi trường sống cực kỳ thoải mái, thích hợp nghỉ ngơi, dậy, gọi là nghỉ dưỡng. Và đặc biệt ở đây rất là thuận tiện cho việc đi gọi là điều trị và chăm sóc sức khỏe. Có nhiều bệnh viện như bệnh viện Tim Tâm Đức, bệnh viện Pháp Việt, bệnh viện quận 7 và rất là nhiều bệnh viện phòng khám đa khoa xung quanh. Giao thông thì cực kỳ thuận tiện, kết nối qua quận 1, quận 5, quận 4 và tất cả con đường ở đây là những con đường bàn cờ thông nhau. Ở đây thì có rất là nhiều loại diện tích, trong đó có diện tích là 7x19, 4x18, 5x16, 5x20. Và ở đây là tất cả giấy tờ pháp lý là rõ ràng, sổ hồng từng nền, mua bán sang tên ngay, tất cả đã có sổ đỏ nên là khi mà quý anh chị mà mua đất thì có thể là xây dựng ngay. Phát triển một khu dân cư gọi là theo kiểu mẫu là một nơi lý tưởng cho khách hàng, một lựa chọn gọi là đầu tư an cư và lạc nghiệp. Để có nhiều thông tin hơn nữa về khu dân cư Công Ích quận 4, inbox ngay cho Phước Sửu. Hoặc là quý anh chị có nhu cầu ký gửi những sản phẩm tại khu Công Ích quận 4, hãy alo ngay cho số hotline bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau ạ.